chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi khám phá những tin tức nóng hổi nhất trong suốt 24 giờ qua Thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã An Phước, huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long Hai thông báo khẩn tại huyện Trà Ôn Trong vòng 24 giờ qua, Vĩnh Long ghi nhận 128 trường hợp nhiễm Covid-19 mới Gần 10 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 2.592 ổ dịch gia đình và 25 ổ dịch cộng đồng ở Hóc Môn. Cần Thơ Sóc Trăng đề xuất nâng cấp độ dịch. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video là thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã An Phước, huyện Mang Thích. Cụ thể, tìm người có đến địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11. 1. Tìm người đến giao và mua gạo, thức ăn gia súc, gia cầm của chị Vân, chợ xã An Phước. 2. Tìm người đến mua bán trái cây của chị Đào, chợ xã An Phước. 3. Tìm người đến mua quần áo mai sẵn của chị Thi, chợ xã An Phước. 4. Tìm người đến giao và mua gao cũ của chị Thoa, chợ xã An Phước. Vì an toàn sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, đề nghị những người đã từng đến các địa điểm với khung thời gian nêu trên, liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế và được hướng dẫn theo đúng quy định. Thông tin thứ hai là thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Trà Ôn. Cụ thể, tìm những người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 là những người đã từng đến tập quá của ông Đức Bà Hằng tại địa chỉ số 90-10, khu 4, hay còn gọi là khu 10A cũ, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11, và quán cháo của bà Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1968, địa chỉ số 50, khu 2, hay còn gọi là khu 3 cũ, ngang lò heo Quỳnh Qua Sen cũ, thuộc thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Đề nghị ai đã từng đến địa điểm vào thời gian nêu trên, đến trạm y tế thị trấn Trà Ôn, hoặc trạm y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và khai báo y tế theo đúng quy định. Số điện thoại trạm y tế thị trấn Trà Ôn là 02703 Thông tin thứ ba là thông báo khẩn của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Thiện Mỹ, huyện Trợ Ôn. Cụ thể, tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19 là những người đã từng đến địa điểm một quán cà phê Hải Bằng thuộc địa bàn ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trợ Ôn. 2. Quán cà phê Ông Chị gắn với điểm bán thẻ cào Bảo Ngân thuộc địa bàn ấp Mỹ Lợi, xã Thiện Mỹ, huyện Trợ Ôn. 3. Điểm bán gắn chuột thuộc địa bàn ấp Mỹ Lợi xã Thiện Mỹ huyện Trà Ôn. Tất cả 3 điểm nêu trên nằm gần cổng chào ấp Mỹ Lợi xã Thiện Mỹ trên tuyến đường Hương Lộ 70 từ thị trấn Trà Ôn đi xuống xã Thích Thiện. Trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11 năm 2021, đề nghị ai đã từng đến địa điểm vào thời gian nêu trên liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định. Số điện thoại trạm y tế xã Thiện Mỹ, huyện Trợ Ôn là 02703 776 122. Mọi hành vi chống tránh khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực sẽ chịu trách nhiệm theo quy định trước pháp luật. Thông tin thứ tư như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Trong ngày hôm qua, ngày 7 tháng 11, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 128 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Trong đó có 38 trường hợp quá khám và sàng lọc tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. 52 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng. Tại phường Đông Thuận thị xã Bình Minh là một trường hợp, thị trấn Cái Nhân huyện Măng Thích là 22 trường hợp, xã Trung Ngãi huyện Vũng Liêm là một trường hợp, xã Thiện Mỹ huyện Trợ Ôn là 16 trường hợp và thị trấn Trợ Ôn huyện Trợ Ôn là 12 trường hợp. 31 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại các trung tâm y tế trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long. 5 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Doan Vĩnh Long thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ và hai trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty trách nhiệm hữu hạn tỷ sưng xã hòa phú huyện long hồ thông tin thứ năm là thông tin về việc gần một triệu người lao động đã nhận được hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng cụ thể tính đến hết ngày 5 tháng 11 cả nước đã có gần 10 triệu người lao động được nhận hỗ trợ theo nghị quyết số 116 với tổng số tiền hơn 23.000 tỷ đồng thực hiện nghị quyết số 116 của chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tính đến hết ngày 5 tháng 11, cả nước đã có gần 10 triệu người lao động được nhận hỗ trợ theo nghị quyết số 116 với tổng số tiền hơn 23.000 tỷ đồng. Trong một tháng qua, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã được ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai với tinh thần khẩn trương hiệu quả. 10 tỉnh thành phố có số người lao động được giải quyết hưởng hỗ trợ cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh là 1,8 triệu người. Hà Nội là gần 1,3 triệu người, Đồng Nai là hơn 700.000 người và Bình Dương là gần 600.000 người. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian ngắn, gấp gút, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, sáng tạo với quyết tâm giúp người lao động được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất. Dự kiến đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2021, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cơ bản hoàn thành xong việc giải quyết chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Thông tin thứ 6 là thông tin về việc thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 2.592 ổ dịch gia đình và 25 ổ dịch cộng đồng ở Hóc Môn. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 10 đến nay, thành phố ghi nhận 25 ổ dịch cộng đồng ở huyện Hóc Môn. 25 ổ dịch này cần được kiểm soát. Khu vực tập trung nhiều F0 cần được tập trung xử lý là các xã Xuân Thới Thượng, Đông Thạnh, Bà Điểm và Nhĩ Bình. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, Hóc Môn đang khẩn trương xử lý ổ dịch. Đa số F0 mới được phát hiện là công nhân, người lao động, làm việc tại các công ty, doanh nghiệp và một số ca lây nhiễm do ăn uống tại hàng quán. Các test danh dương tính hầu hết thuộc các ổ dịch gia đình, với 2.592 ổ dịch gia đình, 25 ổ dịch cộng đồng. Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở của các F0 được xem là ổ dịch hộ gia đình, khu vực dân cư từ hai hộ gia đình có F0 trở lên được gọi là ổ dịch cộng đồng. Phần cuối của video là thông tin về việc Cần Thơ Sóc Trăng đề xuất nâng cấp độ dịch. Cụ thể, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ, thành phố Sóc Trăng vừa đề xuất nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 sau khi hai địa phương này xuất hiện nhiều ổ dịch mới. Tại Cần Thơ, thành phố Cần Thơ vừa ghi nhận 370 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 9.719 ca. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tại cộng đồng tiếp tục gia tăng, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ đã có tờ trình gửi thường trực thành quỹ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố về việc cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn. Theo đó, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ đề nghị nâng cấp độ dịch của thành phố lên cấp độ 3, trong đó có 4 quận ở cấp độ 3 và 5 quận huyện ở cấp độ 2. Tại Đồng Tháp, trong ngày 7 tháng 11, Đồng Tháp ghi nhận 289 ca mắc COVID-19 mới, tăng 91 ca so với ngày trước đó trong đó có 41 ca cho cộng đồng tại 9 trên 12 huyện thành phố. Tính từ đầu dịch đến nay, Đồng Tháp đã có 10.845 ca. Về phân loại cấp độ dịch Covid-19 cấp huyện, có 12 trên 12 huyện thành phố thuộc cấp độ 2 và cấp xã là có 7 trên 143 xã thị trấn thuộc cấp độ 3, 5 trên 143 xã thị trấn thuộc cấp độ 4. Tại Trà Vinh, trong ngày 7 tháng 11, Trà Vinh ghi nhận 75 ca dương tính với Covid-19 mới, trong đó có 51 ca ngoài cộng đồng. Như vậy, tính đến chiều ngày 7 tháng 11, Trà Vinh đã ghi nhận 3.394 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 27 trường hợp tử vong. Tại tỉnh Sóc Trăng, trong vòng 24 giờ qua, tỉnh này đã phát hiện 289 ca F0 mới, trong đó có 96 ca F0 trong cộng đồng. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch đến nay là 6.981 người. Theo thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Sóc Trăng, từ cuối tháng 10 đến nay, thành phố Sóc Trăng đã xuất hiện hàng chục ổ dịch mới, chủ yếu ở cộng đồng dân cư với khoảng trên 300 F0. Hiện nay các địa phương ở thành phố Sóc Trăng đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm thần tốc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người hãy gửi thêm thông tin cho kiếp lệnh kênh ngoài chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nếu thấy nội dung này hay hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa